Vâng, cửa hàng xe máy Phương Nam xin được kính chào quý khách nhá. Chúc cho quý khách sức khỏe dồi dào, làm ăn thì luôn gặp nhiều may mắn nhá. Cửa hàng xe máy Phương Nam em thì vẫn vận chuyển xe toàn quốc, có bán xe trả góp. Số điện thoại của cửa hàng đây: 0977 355 248. Zalo là 038 552 4849. YouTube là Bầm Xe Máy. Hôm nay em sẽ lại giới thiệu các dòng xe cổ điển của bên cửa hàng em đây. Cửa hàng bên em thì bán xe thì vẫn tặng 3 phần quà: một mũ bảo hiểm, một bảo hiểm xe máy và một chai nhớt. Nhưng đợt gần Tết này thì cửa hàng em tặng thêm riêng một phần quà nữa là một thùng bia Tiger, là 4 phần quà. Đây, em sẽ giới thiệu từng con xe một nhá. Bên em đang có rất là nhiều xe. Đó, xe cổ điển rồi xe, nói chung là rất nhiều loại xe, anh chị cửa hàng cứ đến cửa hàng tham khảo nhá. Em sẽ giới thiệu chiếc xe đầu tiên là một chiếc Li Fan đăng ký 2010, 125-25 phân khối. Chiếc này bên em đang bán là 30 triệu mà giảm 2 triệu là còn có 28 triệu thôi nhá. Để anh chị 28 triệu cho một chiếc Li Fan. Đó, 28 triệu xe đang nhìn rất là keng nha anh chị nhá, rất là đẹp. Đó, có hai thùng đằng sau luôn. Rồi, một chiếc tiếp theo là một chiếc Honda Rebel Li Fan luôn, Vento 150. Chiếc này đăng ký 2011. Chiếc này để cho anh chị và các bạn là 47 triệu giảm 2 triệu còn 45 triệu nhé. Đó, 45 triệu cho một chiếc Honda Li Fan Rebel Vento. Đã vào thùng cặp cốp xong. Đó, nhìn rất là chắc chắn, rất là đẹp nhé. Đó, xe đã còn rất là liền lạc. Rồi, chiếc tiếp theo là một chiếc Suzuki GZ 150 FI phun xăng điện tử. Chiếc này đăng ký 2013. Chiếc này để cho anh chị và các bạn là 46 triệu. Giảm 2 triệu là còn 44 triệu. Đó, 44 triệu là có một chiếc Suzuki GZ đang còn nhìn rất là mới anh chị nhá. Đó. Rồi, sang chiếc tiếp theo đây cũng là một Suzuki GZ 150 phun xăng điện tử luôn. Chiếc này cũng đăng ký 2013. Chiếc này để cho anh chị và các bạn là 46 triệu mà giảm 3 triệu là còn có 43 triệu thôi nhé. Đó. Bên em thì vẫn bán trả góp nhé. Chỉ cần chứng minh sổ hộ khẩu, giấy báo điện nước là có thể trả góp được bên cửa hàng bên em rồi nhé anh chị. Đó. Trong khi quay, ví dụ như em quay con xe nào mà không rõ, anh chị ưng thì cứ chụp ảnh màn hình lại rồi gửi qua Zalo, sẽ có nhân viên tư vấn chi tiết từng con xe một nha anh chị. Rồi, chiếc tiếp theo là một chiếc JDK 250 phân khối đăng ký 2021. Chiếc này để cho quý khách là 63 triệu mà giảm 8 triệu còn 5 triệu thôi nhé. Đó, 5 triệu đẹp tuyệt vời nhé quý khách nhé. Đó, màu cam rất là đẹp. Máy xăng nó còn sáng trưng. Rồi, chiếc tiếp theo là một chiếc Boss City PKR. Hệ thống 6 số, két nước làm mát, đăng ký 2017, 125 phân khối. Chiếc này để cho quý khách là 28 triệu nhé. Đó, 28 triệu cho một chiếc KPR Boss City. Đó, 6 số luôn nhé. Có hệ thống két nước làm mát đàng hoàng luôn nhé. Đó, sang một chiếc tiếp theo đó là một chiếc Yamaha R15. Chiếc này đăng ký 2015, 150 phân khối. Chiếc này để cho quý khách là 40 triệu tròn nha. Đó, 40 triệu tròn cho một chiếc R15. Màu xanh GP nhìn rất là đẹp nhé.
Rồi chiếc tiếp theo đây là một chiếc màu vàng R15V1. Đó, Tết này mà dinh chiếc này về thì đúng bài luôn nha. Đó, chở thêm người yêu đằng sau nữa là hết nước. Chiếc này đăng ký 2021, 155 phân khối. Chiếc này để cho quý khách là 38 triệu. Đó, 38 triệu cho một chiếc R15V1 màu vàng. Đó, màu vàng cái này chở thêm cây mai vàng hoặc là chở bồ mặc màu vàng nữa thì y tép. Rồi, chiếc tiếp theo là một chiếc Yamaha R15V2. Màu xanh rất là đẹp nhá. Chiếc này đang để cho quý khách là 42 triệu, giảm 4 triệu là còn có 38 triệu nhé. Đó, 38 triệu cho một chiếc R15V2. Rồi, sang chiếc tiếp theo là một chiếc R15V2 luôn. Chiếc này đăng ký 2017, 150. Chiếc này em để cho quý khách là 32 triệu. 35 là giảm. Giảm 3 triệu là còn có 32 triệu thôi nhá quý khách. Đó, đã vào một cây bồ đổ nhìn rất là hầm hố nha. Rồi sang chiếc tiếp theo đây là cũng một chiếc Yamaha R15 luôn, 155 phân khối. Dạ. Chiếc này đăng ký 2018. Chiếc này để cho anh chị và quý khách là 55 mà giảm 7 triệu là còn 48 triệu thôi nhá. Đó, 48 triệu cho một chiếc R15. V3. Đó, liền sơn xanh trắng nhìn rất là đẹp nha anh chị. Đó, quý khách cứ ưng con nào cứ đến cửa hàng, có thời gian thì đến cửa hàng tham khảo, còn không cửa hàng không có thời gian thì cứ chụp ảnh màn hình lại gửi qua Zalo, sẽ có nhân viên tư vấn nhá, từng con xe một cho quý khách luôn. Rồi, chiếc tiếp theo là một chiếc Honda CBR 150 Nhật Thái. Chiếc này đăng ký 2013. Chiếc này đang bán để cho anh quý khách là 42 mà giảm 3 triệu còn 39 triệu thôi nhá. Đó, 39 triệu cho một chiếc CBR 150. Đó, tem đang bọc một bộ tem chùm rất là hầm hố luôn nhá. Đèn led đồ vào đủ các loại đồ chơi luôn. Liền đã sơn màu bạc đồng luôn. Đó. Rồi, chiếc tiếp theo là một chiếc TFX 150. Chiếc này đăng ký 2016 nha quý khách. Chiếc này để cho quý khách là 43 triệu mà giảm 2 triệu là còn có 41 triệu thôi nhé. Đó, 44 triệu cho một chiếc TFX. Đó, máy móc nó còn rất là sáng nhá, dàn chân nó còn rất là mới. Rồi, sang chiếc tiếp theo đây là một chiếc CBR nhập Indo 150. Chiếc này đăng ký 2015. Chiếc này đang để cho quý khách là 40 triệu tròn. Đó, xe này em nhập về là 40 mấy triệu mà giờ xả lỗ. Cho quý khách đi chơi Tết, anh chị em đi chơi Tết giờ bán có 40 triệu thôi nha. Rồi, sang chiếc một chiếc tiếp theo đó, một chiếc Bentley đăng ký 2018, 175 phân khối. Chiếc này cửa hàng bên em đang bán với giá là 35 triệu nhé. 35 triệu cho một chiếc Bentley. Đó, vào màu xanh lá cây nhìn rất là đẹp nhé. Đó, dàn chân máy mó, dàn áo đang còn mới tinh, nó còn sáng rất là sáng. Rồi, sang chiếc tiếp theo đây là một chiếc Bajapui đăng ký 2016, 200 phân khối. Kawasaki Bunsa. Đó. Đó, vào cặp mắt cú nhìn rất là hầm hố nha anh chị. Chiếc này cửa hàng bên em đang để với giá là 53 triệu mà giảm 5 triệu là còn có 48 triệu thôi nha anh chị. Quý khách. Đó, 48 triệu cho một chiếc Bugatti Bunsa. Rồi, cửa hàng bên em vẫn đang còn 3 con
Sport City KPR. Đó, màu vàng, màu đỏ. Đó, nhám rồi màu đen, nói chung ba con nó cũng đồng giá như nhau thôi. Như con này là đăng ký 2018, 125, chiếc này để cho anh chị là 27 triệu. Đó, 27 triệu. Giàn áo màu vàng, sơn cặp liền màu vàng luôn nha. Đó. Rồi chiếc tiếp theo. Đây thì để cho quý khách là 30 triệu mà giảm 4 triệu là còn có 26 triệu thôi nhé. 26 triệu cho một chiếc Sport City KPR màu đỏ. Rồi con màu đen này thì để cho quý khách là 28 triệu. Đó, 28 triệu. Đó. Đây, cửa hàng em đã để bia sẵn cho anh chị em, quý khách, cô dì, chú bác đến mua xe là chỉ việc vác bia về để rửa xe thôi nhá. Đó, rất là nhiều bia. Rồi, chiếc tiếp theo đây là một chiếc Dalim 125 phân khối. Chiếc này để cho quý khách là 23 triệu mà giảm 1 triệu là còn có 22 triệu thôi nhá. Đó, màu vàng gold nhìn rất là đẹp. Dọn cà phê, cái này đi cà phê, uống cà phê thì rất là đúng bài luôn. Đó, vào cái bô nổ luôn rồi. Rồi, sang tiếp, chiếc tiếp theo đây là một chiếc Honda Win 100. Đó, chiếc này đã dọn làm lại, nhìn rất là mới nhá, dàn chân không có một tí nhớt nhau gì này. Đó, chiếc này để cho quý khách là 20 triệu tròn này. Đó, 20 triệu cho một chiếc Win. Nói từ A đến Z luôn. Rồi, chiếc tiếp theo là một chiếc Yamaha IB đăng ký 2016, 125 phân khối. Chiếc này để cho quý khách là 36 triệu mà giảm 2 triệu là còn có 34 triệu thôi nhé. Đó, 34 triệu cho một chiếc IB. Đó, dàn máy, dàn đồ áo đang còn sáng trưng luôn này. Rồi, chiếc tiếp theo là một chiếc Honda CB đăng ký 2005. Chiếc này 50 phân khối nhá quý khách. Chiếc này bên cửa hàng đang bán là 28 triệu mà giảm 8 triệu là còn có 20 triệu tròn đây này. Đó. 20 triệu. Đó, đã vào một cây bô vắt lên nhìn rất là hầm hố nha. Xe này không cần bằng lái cũng đi được luôn. Chỉ cần chứng minh là chạy thôi. Rồi, cũng một chiếc 50 nữa. Honda 50 67 50 phân khối nha quý khách. Chiếc này cửa hàng đang để cho quý khách với giá cũng 20 đồng, đồng giá 20 luôn nhá, hai con này 20 triệu. Lấy chiếc nào thì lấy nhá. Đó. Chiếc này thì vào cây bô vắt rồi, còn chiếc này thì bô nổ. Hai chiếc, chiếc nào cũng đẹp hết. Rồi, một chiếc tiếp theo nữa là một chiếc Win dọn cà phê 110 phân khối. Chiếc này đăng ký 2001. Chiếc này cửa hàng em đang để với giá là 17 triệu nha quý khách. Đó, 17 triệu cho một chiếc Win dọn cà phê. Chiếc này đi cà phê thì đúng bài nhá. Rồi, sang đây một chiếc tiếp theo nữa là một chiếc Lifan dọn cà phê. Chiếc này đăng ký 2013, 125 phân khối. Chiếc này cửa hàng em để cho quý khách với giá là 22 triệu mà giảm 4 triệu là còn có 18 triệu thôi nhá. Đó, 18 triệu là có một chiếc dọn cà phê Lifan đi dọn cà phê nhá. Màu trắng nhìn rất là đẹp. Rồi, sang chiếc tiếp theo nữa là một chiếc Suzuki GD đăng ký 2018, 110 phân khối.
Chiếc này cửa hàng em đang để với giá là 23 triệu mà giảm 1 triệu là còn có 22 triệu nha quý khách nhá. Đó, 22 triệu. Chứ con GD màu đỏ, đó, đang còn hai chiếc GD màu xanh luôn. Ba chiếc như nhau, một chiếc này thì màu đỏ, hai còn hai chiếc này thì màu xanh. Rồi, chiếc đến chiếc GD này thì đăng ký 2018. Chiếc này em để cho quý khách là 25 mà giảm 3 triệu là còn có 22 triệu trong chiếc GD màu xanh này nhá, khách. Đó. Máy đang còn rất là sáng, dàn chân nó còn rất là đẹp nhá. Máy khỏe. Chạy êm. Ít ăn xăng. Rồi chiếc tiếp theo cũng là GD luôn. Chiếc này thì để cho quý khách là 24 triệu. Đó. Có chạy được, mới chạy được có 2000 cây thôi nhá. Đó, xe đằng cổ bô, đầu cổ bô đang còn chưa cháy sơn luôn. Nói chung là không cần tả gì nữa, gần nhìn cổ bô chưa cháy sơn là biết rồi. Rồi, chiếc tiếp theo là một chiếc FQN Husky, đăng ký 2019, 125 phân khối. Chiếc này cửa hàng em để cho quý khách với giá là 30 triệu tròn. Đó, 30 triệu có một chiếc trắng hơn Ngọc Trinh nữa. Giờ Ngọc Trinh đứng với xe này thì chắc chọn xe thôi. Đó, nhìn rất là đẹp nha quý khách nha. Rồi, một chiếc tiếp theo là một chiếc Bentley. Thương hiệu của Ý, 125 FI phun xăng điện tử luôn nha. Đó, vào Facebook này, nhìn rất là hầm hố này. Chiếc này cửa hàng em để cho quý khách giá là 20 triệu tròn. 20 triệu tròn cho một chiếc Bentley này nha. Đó. Xe đang nhìn rất là đẹp. Đây, còn ba chiếc này nữa cũng. Chiếc này là chiếc GPX Demon Mini. Chiếc này đăng ký 2019, 125 phân khối. Chiếc này cửa hàng em để cho quý khách là 25 triệu nhá. Đó, 25 triệu là một chiếc GPX rồi. Đó. Mình người ai mà nhỏ nhỏ đi chiếc này nữa thì đúng bài nha. Vừa đẹp luôn. Mô tô người to, người nhỏ mình không đi được xe to thì mình cứ chọn những cái mẫu như này là đi là hết ý nhá. Rồi, chiếc tiếp theo cũng là một chiếc Bentley. Đăng ký 2017, 125 phân khối. Chiếc này cửa hàng em đang để chính khách với giá là 20 triệu tròn. Đó, 20 triệu tròn là một chiếc Bentley siêu mini này. Rồi, sang chiếc này, chiếc tiếp theo là một chiếc Honda MSX 125 phân khối. Chiếc này đăng ký 2019. Chiếc này cửa hàng em đang để với giá là 30 triệu tròn nha quý khách nha. Đó, 30 triệu. Màu ra vào màu xanh lá cây nhìn rất là đẹp nhá. Rồi, chiếc tiếp theo là một chiếc Kangoo 350 phân khối quý khách. Đó. Nhìn rất là hầm hố. Chiếc này đăng ký 2017. Chiếc này cửa hàng em đang để cho quý khách là với giá là 58 triệu mà giảm 3 triệu là còn có 55 triệu thôi nhá. Đó, 55 triệu là có một chiếc Kangoo 350 phân khối. Đó, và màu cam rất là đẹp. Rồi, đây mặt nạ trước của nó đây. Đó. Cặp mâm cũng đã sơn màu cam, nhìn rất là đẹp, hợp với dàn áo luôn nha. Đó, hôm nay thì cửa hàng xe máy Phương Nam em giới thiệu một ít xe vậy thôi. Đây, em nhắc lại địa chỉ của cửa hàng này: 14 Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, thành phố Thuận An, Bình Dương. Kênh YouTube là Bờm Xe Máy. Số điện thoại là 038 552 4849. Rồi 0977 355 248. Quý khách cứ hai số điện thoại đấy, thích gọi điện Zalo, số nào cũng được, gọi điện số cũng được và Zalo cũng được. Rồi okay. Em xin kết thúc video tại đây.